Xin chào bạn, tôi là Ngọc Hân, là người quản lý sản phẩm của trang bán hàng trực tuyến Corashop24h.com. Thưa bạn, video hôm nay chúng tôi xin mang tới cho bạn cũng như với mọi người một cái sản phẩm mới của Hàn Quốc mà hiện nay đang là một cái sản phẩm rất là hot đối với các anh ạ. Vâng, một cái sản phẩm mà các anh luôn luôn phải dắt ví, đúng không ạ? Đấy chính là thuốc giải rượu của Hàn Quốc. Vâng, đây chính là sản phẩm của chúng tôi. Trong này đây là một hộp thuốc giải rượu và viên nó là dạng kẹo mềm, kẹo dẻo. Vâng, mình có thể gọi là kẹo giải rượu cho nó nghe cho nó dễ ăn, đúng không ạ? Vâng, và hộp kẹo này thì gồm có 10 gói ở bên trong và mỗi một gói thì là có 3 viên nhé các bạn nhé. Thì tôi xin giới thiệu qua một chút về cái viên kẹo giải rượu này. Đây là viên kẹo giải rượu của Hàn Quốc, Ready Q. Vâng, thưa các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Vâng, đây là một cái viên kẹo mà hiện nay là mọi người đang sử dụng rất là nhiều, vì cái tác dụng của viên kẹo này thì rất là hiệu quả đối với cái việc là chống say, đúng không ạ? Chống các anh bây giờ thì công việc này, rồi phải tiếp khách, rồi liên hoan rất là nhiều và thường xuyên. Và thường thì trong các cái buổi liên hoan hay tiếp khách đấy thì không bao giờ có cái chuyện là ngoại trừ được cái việc là phải uống bia rượu, đúng không ạ? Chính vì vậy mà có những người sau một ngày làm việc thì thường là cái cơ thể của mình cũng tương đối là mệt mỏi rồi, rất là dễ say, đúng không ạ? Và cũng có người là thể chất của họ là yếu thì họ rất dễ say. Nhưng thậm chí là có những người uống rất là tốt nhưng cũng vẫn cần đến, là tại vì sao? Vì có thể là sau khi uống các bạn anh lại phải ký kết hợp tác, đúng không ạ? Thường thì chúng ta hay là mời khách đi đối tác đi liên hoan trước, gặp mặt, mà nhiều khi là gặp mặt ở trong nhà hàng, thế thì lại phải uống vài ly rượu với nhau để chúc mừng sự hợp tác. Thế thì sau đó chúng ta mới ký kết, và đấy chính là cái nguyên nhân là chúng ta cần phải minh mẫn sau khi tiệc, đúng không ạ? Để mà ký kết cho nó rõ ràng. Đấy, thì chính vì vậy mà các anh rất cần đến cái viên kẹo giải rượu này ạ. Vâng, rất là dễ sử dụng và dễ ăn. Bởi vì làm sao ạ? Vì trong cái thành phần của viên kẹo này thì nó chủ yếu là cái chất Scumin, đó chính là cái tinh chất nghệ, và nó giúp giải rượu rất là tốt. Và nó phòng, tức là nếu như mà các anh mà uống nhai cái kẹo này trước 15 phút thì nó có thể giúp các anh là tăng cái tiểu lượng. Và nếu để các anh uống, có thể là các anh uống nhiều hơn mà nó không bị say. Đấy. Thế và sau khi các anh uống thì các anh có thể nhai cái kẹo này để giúp là giải rượu. Đấy chính là cái công dụng của cái viên kẹo giải rượu này. Thứ nhất là giúp các anh không say này, giảm hẳn cái lượng say. Thứ hai là giúp các anh là không bị buồn nôn, không bị đau đầu, chóng mặt khi mà các anh uống rượu bia, đúng không ạ? Và thực sự là cái sản phẩm này á, nó rất là tốt, kể cả đối với chị em phụ nữ cũng rất là thích. Bởi vì sao ạ? Chị em thì bao giờ tiểu lượng cũng kém hơn, đúng không? Uống thì cũng hay bị say hơn, dễ say hơn. Thế và nhiều khi là các chị mua về cho bản thân mình và cho cả ông xã mình, bởi vì sao? Rất là mệt mỏi khi mà phải phục vụ các anh sau những cái cuộc say, đúng không ạ? Về các anh là nằm vật ra rồi, các anh nôn nọe rồi, tức là phải phục vụ những cái khâu sau cùng đấy là rất là mệt, và mọi người cảm thấy là không phấn khích gì về cái chuyện đấy cả, cảm thấy rất là bực bội, đúng không ạ? Thế đây là giải pháp cho cả các anh và các chị, đúng không ạ? Và cái sản phẩm này của chúng tôi thì nó có cái vị chuối rất là thơm và dễ sử dụng. Như là các bạn ăn một cái viên kẹo, một viên kẹo chuối, đúng không ạ? Thì trong cái gói như thế này, một cái sản phẩm như thế này thì có 3 viên ở trong ạ. Vâng, thì các bạn có thể dùng trước, trong lúc uống và sau khi uống để giúp cái tác dụng của cái viên kẹo này đạt được cái mức tối đa nhất. Vâng, và hiện nay thì
Để sở hữu những cái sản phẩm như thế này rất là tiện lợi cho các anh các chị khi mà chúng ta đi công tác hay là trong những cái cuộc tiệc tùng đúng không ạ? Các bạn có thể để một gói này ở trong catalog đúng không ạ? Hoặc là để trong túi xách để rất là dễ dàng khi mà sử dụng đúng không ạ? Bất kỳ lúc nào và bất kỳ ở đâu các bạn đều có thể sử dụng được. Vâng, trong những cái cuộc liên hoan của mình đúng không ạ? Vâng. Và hiện nay thì Corashop chúng tôi đang phân phối tới tay người tiêu dùng với một cái giá rất là nhẹ nhàng và mềm mại, đó là 70.000 một cái gói này ạ. Vâng, các bạn có thể thấy là hiệu quả thì rất là tốt, các bạn sẽ không phải chịu những cái mệt mỏi, nhức đầu, chóng mặt khi buồn nôn khi mà các bạn bị say đúng không? Và ngược lại thì giá thành thì rất là hợp lý cho một cái sản phẩm của Hàn Quốc đúng không ạ? Một sản phẩm chính hãng của Hàn Quốc. Vâng, và các bạn có thể thấy là đây trên sản phẩm đều có ghi rõ hạn sử dụng này, các thành phần công dụng ở đây, vị kẹo mềm, vị chuối này, đóng cách, đóng quy cách, đóng gói này, và trên đây nó còn có cả cái mã code để các bạn check đúng không ạ? Cái đây là cái mã ID để các bạn có thể check về sản phẩm. Vâng, và ở phía ngoài đây thì các bạn đều có thể thấy là cũng có đầy đủ tất cả các cái thông tin của sản phẩm và có cả mã vạch để kiểm tra đúng không ạ? Cũng như là đây là các bạn họ có một cái lưu ý cho các bạn là không để ở nhiệt độ cao đúng không ạ? Các bạn nên để ở trong phòng mát. Vâng, hoặc là cũng có thể để trong ngăn mát tủ lạnh cũng được. Vâng, vì là các bạn ăn sẽ thấy nó ngon hơn đúng không ạ? Vâng, đấy chính là cái cách mà viên kẹo giải rượu này họ đang đưa tới tay các bạn. Vâng, và để sở hữu một cái hộp kẹo như thế này thì các bạn có thể gọi điện tới số hotline của chúng tôi là 0979 149 256 để đặt hàng. Vâng, hoặc là các bạn có thể chat Zalo với chúng tôi. Cũng có thể các bạn đặt hàng bằng cách là truy cập trực tiếp vào trang web. Ở phía dưới video và phần mô tả của sản phẩm có đường link đặt hàng, các bạn đều có thể tự đặt hàng cho mình đúng không ạ? Vâng. Và hiện nay thì Korea Shop 24h.com luôn đặt cái tiêu chí về chất lượng của sản phẩm lên hàng đầu. Để làm sao người tiêu dùng có được những cái sản phẩm chất lượng nhất, chúng tôi với phương châm bán hàng chất lượng là uy tín, có những cái cam kết về sản phẩm đối với khách hàng, như là các bạn có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền, cũng như là các bạn có thời gian trong vòng 7 ngày để hoàn trả đổi hàng nếu như các bạn có bất kỳ những cái thắc mắc gì về sản phẩm, cũng như là chúng tôi cam kết là hoàn trả toàn bộ tiền hàng nếu như các bạn phát hiện ra hàng của chúng tôi là hàng không chính hãng, hàng giả, hàng kém chất lượng đúng không ạ? Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.